Và nên thưa bà con cô bác, thì khi mà chúng ta đi qua cái cổng làng Lụa vào, xong chúng ta đến ngã ba đầu tiên chúng ta rẽ trái. Đây thì các bạn, đây là ngã ba đầu tiên thì chúng ta rẽ trái vào đây. Chúng ta sẽ vào cái chợ Lụa Vạn Phúc. Đây, thì bây giờ Minh Toàn xin mời bà con cô bác chúng ta hãy vào cái tham quan cái chợ Lụa Vạn Phúc này ở trong tình hình ở trong chợ nhé. Khi mà chúng ta đi qua cái cổng chợ rồi thì quý vị bạn thấy ở đây dấu ấn quê Lụa. Đấy. Thì ở trong này chúng ta hãy mời bà con cô bác chúng ta hãy vào trong cái dấu ấn quê Lụa này. Đây là công ty cổ phần phát triển Lụa Vạn Phúc, nơi tham quan quy trình sản xuất lụa và mua sắm các sản phẩm. Đây, chúng ta xin mời quý vị bạn. Ở đây thì có một cái đền thờ Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sĩ. Đây, đây là đường đi vào đền thờ Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sĩ. Mình trước đây luôn các bạn. Đây là hướng vào tham quan vườn dâu. Còn chúng ta đi theo cái lối này là cái lối mà chúng ta có thể tham quan và mua sắm, hướng vào nơi tham quan và mua sắm ở đây. Và đây là hướng vào đền thờ tổ nghề của Lụa Vạn Phúc Hà Đông, và trước mặt bà con cô bác là cái đền thờ tổ nghề. Đây cũng có một cái máy dệt lụa được bảo vệ bằng một cái chòi, và xung quanh là bốn cái cột gỗ rất là đẹp. Chúng ta đang vào đây thì đây là nơi tham quan để quan mình được sắm. Trước này thì được trưng bày các cái mẫu mạ, nhìn hình thù rất là bắt mắt và rất là đẹp, và bà con cô bác ạ. Trong này rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp. Đây là cái nơi tham quan và chúng ta mua sắm của Lụa Vạn Phúc Hà Đông. Vâng, và bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn chúng ta vào thăm cái vườn dâu, bởi vì tầm là ăn dâu thành ra là mới có tơ tầm được. Thì xin kính mời bà con cô bác hãy cùng đến Minh Toàn ta tham quan cái vườn dâu mẫu của làng Vạn Phúc Hà Đông nhé. Đây là cái vườn dâu các bạn, đây chỉ là cái mẫu thôi chứ cũng không phải là cả hẳn một cái rừng dâu để mà đáp ứng nhu cầu cho tầm nó ăn đâu. Đấy.
Đấy, đây là cái u dâu. Và đây thì như bà con cô bác đang nhìn thấy là cái con kén của cái con tằm. Và đây cũng chỉ là mẫu để trưng bày để các cái du khách tham quan đến để chúng ta xem. Đấy. Đây, các cái kén. Và như bà con cô bác cũng có thể đang nghe thấy là cái tiếng dệt, tiếng máy dệt. Bây giờ Minh Toàn xin kính mời bà con cô bác chúng ta hãy tham quan cái chợ lụa nhé. Và đây mến thưa bà con cô bác là đây là cái chợ lụa của Vạn Phúc Hà Đông. Rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp, dành cho từ trẻ em cho đến người cao tuổi. Chẳng phải lùa em. Phía trong chợ và trong này quý vị bạn bắt gặp những cái hình ảnh mà nói về cái cách làm lụa. Như ở đây là một hình ảnh của lụa, hình ảnh này rất là đẹp. Đây của bà con cô bác là cái hình ảnh của một cái xưởng dệt. Một cái xưởng dệt các bạn, xưởng dệt khá lớn ở trong cái Vạn Phúc. Khu này là khu dệt của chợ Vạn Phúc. Trong này thì cái này là chúng ta đi qua cái chợ Vạn Phúc và chúng ta sẽ rẽ trái và chúng ta vào cái khu của cái làng dệt này, khu dệt lụa này. Đi vào cổng chợ thì chúng ta có thể là chúng ta rẽ trái đường này, thì đường này để chúng ta khám phá thêm ở trong này có những cái gì mà cây xanh trông mát mẻ như thế này nhé. Ôi, ở trong này có một cái giếng cổ đây con cô bác ạ. Và đây là đường vào chùa, có một dàn gấc rất là đẹp. Đây là một ngôi chùa. Khi mà chúng ta vào chùa thì chúng ta cũng đến chùa Vạn Phúc thì cũng có một số cái nội quy. Ở đây có một số cái nội quy thì bà con cô bác khi mà chúng ta đi tham quan chúng ta cũng chú ý. Ví dụ như nội quy vào chùa, quần áo gọn gàng, không phản cảm, giày dép để ngoài, tự bảo quản, không gây ồn ào và rác bừa bãi. Thì đây là cái quy định chung mà hầu như ở đây là cái phép lịch sự của mỗi người khi mà chúng ta đi chùa rồi. Ở đây có một cái cánh cổng chùa rất là đẹp. Đây, cánh cổng chùa đẹp lắm. Bằng gỗ không bà con cô bác ạ. Đây là khu phía bên trong chùa. Các chào cô ạ. Cô ơi, chùa này là chùa thờ tổ nghề hay là... À, chùa Phật ạ. À, bên tay phải bên kia là thờ tổ nghề đúng không ạ? Dạ vâng. Con chào cô nhé. À, đây không phải là chùa thờ tổ nghề như bà con cô bác cũng vừa nghe đấy.
thì không phải là thờ tổ nghề, mà thờ tổ nghề là nằm ở phía bên kia cái khu mà tham quan di tích ấy. Trong cái khu chùa này cũng rất là đẹp và bà con của bác ạ. Đây là cái cột chùa. Rất là đồ sộ và đẹp. Và trước chùa thì có một cái hồ rất là mát. Trong cái khu quần thể của làng lúa Văn Phúc này thì khi mà bà con cô bác chúng ta đến đây tham quan thì chúng ta cũng có thể đi một vòng rất là mát mẻ. Và khi mà bà con đến đây tham quan thì cũng có thể là gửi xe, nếu mà bà con cô bác đi xe thì chúng ta cũng có thể gửi xe để chúng ta vào tham quan đi bộ để ngắm được những cái cảnh quan nét đẹp của Văn Phúc. Và đây là một cái phiến đá ở trong cái trước ngôi chùa. Phiến đá này rất là đẹp nên là Minh Toàn xin phép lưu lại cái hình ảnh phiến đá này.